Dạ, Úc Nhỏ Miền Tây xin mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thế phần lọc bóng á, mình đọc hoài kinh á, hôm rồi nó hết chạy cả nhà ơi. Thì Úc có giờ vô hầm công trình, trong cái khi dời á, không có quay cho cả nhà xem. Sáng này mình đổ quay cả nhà xem coi như thế nào ha. Rồi, Trang xin mời cả nhà cùng đi giải lập cá lóc với mấy cha con luôn. Ôi ơi. Ôi có con cá gì nó kiện cá linh quá bự kìa phải không? Cá lóc hả anh? Cá lóc cá linh. Cá lóc kiến cá nhỏ bỏ đi rồi. Cá linh cá lóc. Đó đúng rồi, em thấy cá linh rõ ràng luôn mà. Giờ mình đi ra tiếp tục. Này cá rô kiến không à. Không xuống. Không muốn xuống rồi. Dưới ngạn này. Ồ cá rô kiến ngon kìa. Trắng tươi luôn. Rồi con lấy hai cái đổ con. Đó, con cá linh khổng lồ. Ôi ôi cá linh nè. Ngon ghê luôn. Hả? Phía bên đây là cô chú trồng sen nè cả nhà. Sen này là móc ngó đó. Tốt quá tốt luôn nè. Đây mình đặt xong rồi. Mình giả lợp về luôn. Cha đặt chỗ khác. Cái hầm trong hầm này là cha mới về. Về đi vô đây khoảng hai bữa rồi đó. Hôm nay cha rủ đi dở coi nó có cá không. Tại cũng có hỏi bác Tư hầm công trình mà bác Tư quản lý, bác Tư cũng cho đặt. Mình đặt một lần thôi, mấy cha con mình đem về. Này. Hầm này là rộng lắm. Rồi, đi theo cha tuốt vào đây. Ủa? Cá gì bị gì kỳ vậy anh? Tắc lét tàn lan hết trơn anh ơi. Cũng bị ghẻ hả? Bỏ hai con đó đi. Ủa, hai con này chết luôn rồi. Ừ, bỏ hai con đó đi. Còn con nguyên nè. Ui. Này cha đặt trong hầm hai bữa rồi. Rồi mình bắt con cá chê này. Hai con kia nó bị ngẫm mất cụ tèo rồi. Bên đây là cái hầm nuôi cá chê nè. Cha sót rồi đó. Sót. Dở đi. Ui cái đồ kiến. Kiến. Đổ không? Rau kiến. Dài luôn đó nha. Dài về trong. Ở. Thấm nước cạn nè. Cái lô kiến bự kìa chàng. Kiến bự à. Cái gì nữa anh? Chàng ơi. Nay trúng luôn rồi. Trúng mánh luôn rồi. Ôi, trúng mánh lô kiến à. Bày lô kiến. Lô kiến này mập quá trời.
mà có mấy u lù không. Lâu kiến hả anh? Còn hết chưa? Rồi hết rồi. Kết thúc cuộc hành trình, gia đình mình gom về toàn lâu kiến không. Rồi gạch lưới gì vậy cha? Ừ. Làm giống cái này nha. Dạ rồi. Gạch hai, hai lỗ. Đây. Đó, hôm nay là mấy cha con mình trúng mánh luôn. Trúng mánh cá luôn. Cá nào? Anh nêu hơi nè, mình đổ mình đổ nửa thùng cá lóc gì sao ta. Bây giờ mấy cha con mình cũng thăm lụp bóng xong rồi, bây giờ mấy cha con mình đi về thăm mấy cái 12 cửa ngục. Đây anh Nho đang ngồi mai lại mấy cái lợp một xíu đặng xuống sông đặt tiếp tục. Này là kết quả do cha cua. Ủa cua kẹp hả? Ừ, cua nó ngoéo trước. Nó tì lử rồi con cá lâu kiến đâm vô lũng. À. Rồi xong rồi. Mấy cha con mình sẽ đi về nhà. Còn hai cái 12 cửa ngục ở dưới chân cầu. Mai lại giống y như mặt lưới bình thường đúng không? Ừ. Khác đâu. Chế đu đủ rồi, có đu đủ 9 cây luôn. Ăn ngon nè. Bự nhỏ chưa? Bự. Bữa nay là mình ngay ngày lâu kiến rồi. Nó trong trắng trẻo luôn á. Được con cá sát kìa. Đây, cá sát. Đó đâu phải cá sát. Cá cha nhỏ anh. Dù đếm, dù đếm. Ha, đổ đổ. Đúng rồi cha. Đổ lô kiến đi mình, hôm nay là mọi lô kiến rồi. Con qua bển dở hai cái đó đi, ta đặt lại cái này. Cái thùng út. Ở đâu còn cái này? Bên sông anh ngay chân cầu. Đó, chân cầu. Đặt trong bờ không? Có cái cây đài đó. Cái chỗ bụi cáo đó đó, trong bờ. Cua đi xuống thấy cua hai ba con nó bò lên tới miệng. Con cua. Ơ nặng dữ tí. Một thùng cá không nặng em. Này. Trời ơi, 4 5 con cua. Rồi cua luộc nước dừa. Này cha, cha cũng đặt ngang rồi. Quá cua rồi. Đi qua bên đây. Đủ bộ tâm ba luôn đó anh ơi. Cua, ốc với cá lâu kiến. Đúng rồi. Luộc chung luôn rồi cái đó chị. Cái này về luộc rồi đâm chén muối ớt. Mình chấm và mình thưởng thức thôi. Không còn cách nào khác nữa hết. Cua dữ lắm, cua rồi. Cua kìa. Nghệt con luôn.
Nè em bác lại đi. Nay mình ăn cua đồng luộc nước dừa anh ơi. Cua quá sắc cua. Có không? Cua không cha ơi. Quá cua luôn á cha. Dạ. Cái này không là chạy đâu mười mấy hai gần 20 cua. Dữ. Cua này cha. Ba con, bốn con, năm con. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con. Là 16 con cua. Cua 12 con. Dạ. Con cá nào? Dạ. Lâu kiến. Ơi giời cua. Cái này đây để qua đêm nữa chắc nó kẹp banh luôn á. Để Út cầm cái đầu này kia Út. Đứng lên. Mất hạn là gì ấy ra Út cái đầu này nó còn khủng khiếp hơn cái đầu hồi nãy nữa nè. Đầu này cua mười mấy con đó. Cua 12 con. Cái đầu em ba nãy cua 5 con. Chưa bao giờ thấy bắt cua dễ như là hôm nay luôn á. Rồi đầy thùng luôn rồi. Rồi đi xuống đây. Đây cái nhà ơi. Quá ơi. Cua, cá. Được con cá lóc với con cá chơi thôi, còn nhiêu là lau kiến với cua thôi. Hai cá lóc đúng rồi. Dạ. Rồi đi qua bển cái của cha nữa là xong em ơi. Cha đi đặt lại mấy cái lợp xuống sông rồi. Giờ mấy anh em mình còn dở cái 12 cửa ngục nữa. Có gì bất ngờ ở dưới không? Coi chừng cha neo anh ơi. Cá heo anh à. Wow, cá heo lạ lắm nha em. Cá heo là cái gì ta? Lâu rồi mình chưa thấy á. Cá heo. Ôi cua được một canh rồi. Cá heo nó có hai cái nhặn hai bên đó cưng. À cá heo mà sọc sọc như cái bánh lăng vậy hả? Cái bánh ấy vậy. Đúng rồi đó em. Ăn nó béo lắm á. Đây nè cá. Ý xong bữa thì mình dở được con cá chạch đó em. Dạ. Mấy con đó hiếm hiếm không à. Nay được cá heo. Cá heo này mà nãy em ba nói cá heo lạ lạ, đừng nói cá heo ngoài biển nó bự nó đâu có. Con cá linh nữa. Đặt ở dưới sông này cá ít nhưng mà được cái nó nhiều cá lạ anh. Nó không có như ở trong ruộng. Nói chung cũng hên xui đó mà thì khi có được cái ngon thì đó. Đừng coi cái này. Cái heo đâu rồi? À, ủa không phải. Ủa nó tươi rồi chị ơi. Nè, không phải. Cái đơn cá linh này mình. Em thấy anh hai em đổ cái cá heo màu vàng. Kiếm con cá heo cho cả nhà chung ngưỡng. Dạ.
xào thú cái thùng siêu nặng mà tạm cháu uống cái uống không nào uống luôn. Kinh khủng thiệt. À, được một con cá chơi, hai con cá lóc, còn có cái linh, nhưng còn cá heo, còn như cái lâu ký không thôi. Ui, quá dữ rồi. Ui, nóng quá chị. Cái linh này nó cũng trọng lượng nữa nè. Đây, nãy giờ mới cho mình nói con cá heo mới tìm nó được nè. Cá heo này kho tiêu ngon lắm. Đây là con cá chơi. Cá lâu ký. Cá lóc. Hồi sáng á, gia đình của mình á là có đi chở lập bóng với chở mấy cái 12 cửa ngục. Đây được một đống cá lâu ký luôn, chứ được mớ cua nữa nè cả nhà. Đó. Cái này mình sẽ làm hai món là cá lâu ký luộc nước dừa. Cua cũng luộc luôn. Chỉ là một món mà chị ơi. Mình ăn không chứ không ăn cái cơm. Xin mời cả nhà cùng vô bếp với gia đình của mình. Chào ông bà cô chú đi con. Bà cô chú. Giỏi. Nay là nay có cá lô kiến có con ăn lại nhất răng luôn nè. Ăn cá lô kiến là nhất răng luôn rồi đó. Ghê không? Ghê không? Mấy cái phần xả này là mình bớt ra mình chừa lá đặng mình quắn vô cá lô kiến. Đây là cua nè. Đó, nãy có 10 cái 12 cái ngục bao nhiêu cua nè. Hôm nay mình luộc luôn, luộc nước dừa. Đây là một dĩa cá lâu kiến. Đó, nay mình quắn với cộng xả mình cũng luộc với nước dừa. Đây cha có chuẩn bị hai trái dừa. Hai trái dừa này ngọt lắm nè, tại vì nó đã có cái rồi nè. Rồi mình luộc, mình chấm với muối ớt. Muối ớt thôi mấy cha mình đã đâm rồi. Muối ớt chanh. Đây. Cá là mình quắn vậy nè. Này cho bé Vi ăn cá lâu kiến với cua đồng ha. Giỏi quá. Cá lâu kiến là nhất nhất luôn đó hả? Con thích ăn không? Đúng rồi. Bụng á. Bây giờ anh sẽ bắt nước luộc cua đổ dừa vô luôn. Ồ, cái dừa này hồi mà cũng có hết ngọt dữ à. Nhiều vậy chạy hơi chứ vừa nước hết dữ thiệt. Ngập lại con cá lâu kiến nãy giờ mấy chị mình quắn xả xong rồi đó. À, giờ tới phần nước dừa vô luôn. À. Trái dừa này nhỏ mà có vỏ thiệt nè em, hai trái trái nào lấy nước giả mang thiệt. Mà ngọt lắm. Quá. Rồi giờ em sẽ nêm luôn cho thấm vô con cá cho nó ngon. Nước dừa này nó ngọt sẵn rồi mình để ít đường. Chút ít ngọt. Với múa cục nữa là được. Muối ớt chanh. Rồi bây giờ mình sẽ khui cua. 2-3 khui. Ôi vàng hết rồi nè. Nhanh heo. Ngon luôn. Quá đã rồi. Để nắp lại cho nó chín. Múc hết cái nhặt xuống.
coi như là cua đã hoàn thành rồi đó. Bữa nay mình làm món gì cũng nhanh hết trơn. Tại nay đâu mà vô thùng cá lô kiến nên là mình ăn cá lô kiến luộc nước dừa luôn. Phải không bé Bi? Phải. Dạ phải. Dạ phải. Lâu rồi con thèm cá lô kiến không? Thèm. Luộc cho em miếng nha. Dạ cua cũng chín rồi, sẽ gấp cho nó ra dĩa. Dạ thơm. Cua nhỏ nhỏ này chắc ngon lắm. Béo. Ta im. Ui. Từng phức. Ôi ôi anh ơi, nó bông vẫy luôn kìa anh. Bắt đầu mình sẽ cho ra dĩa. Ôi ôi mềm xèo hết rồi. Cái này mình luộc nước dừa nữa bởi vì nó nhanh mềm lắm. Quá mềm. Thấy không? Đó. Ít luộc luôn. Rồi. Rụng rụng, rụng rồi. Anh gắn nó lại. Rồi vậy đi. Cá à, nho luộc cũng chín rồi. Cua. Nay mình ăn cá với cua chấm muối ớt. Dạ con xin mời cha, xin mời cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn xa cá lâu kiến quán xả hấp nước dừa với cua hấp nước dừa. Hôm nay mình ăn coi như thế nào, ăn trước khi ăn mình lấy cái cuộn xả ra. Rồi mình chấm muối ớt. Mời cả nhà. Chị đúng không? Cho con nha. Dạ cho. Bữa nay có cháu Quyền hả? Quyền ăn lộc kiến nha chú Quyền. Dạ mời cả nhà nha. Con chưa biết mùi như vậy mà. Mà con biết cá lộc kiến ngon mà hả cha? Dạ xin mời cả nhà. Không có xương đây nè, cái hẩu nè. Nè, cả nhà, ông bà cô chú đi. Con mời ông bà cô chú ăn với con. Cá lô kiến thà lúc dưỡng ngon rồi. Nó hấp lúc dưỡng ngon lắm mà. Ngọt không con? Ngọt. Đúng bài không? Đúng bài luôn. Quá ngon. Quá ngọt. Mời cả nhà luôn nha. Nhức nách thiệt. Cũng lâu lâu rồi mình mới ăn món này lại. Hàng ơi, con cua kìa anh ơi. Ngọt phớt ngọt. Quá. Tổ chân nè. Dạ. Cái đó lại gặp cái gì ba? Đúng rồi. Tuyệt vời luôn á. Gặp ăn á. Cua đồng mà em. Cường làm quá. Anh cũng phải làm mới được. Quá anh hai chịu hết nổi rồi kìa. Cua nhỏ rồi đi. Cua nhỏ mà nó như vậy nè. Này rồi cha ăn trước rồi tới được con nha cha. Ngon bé Uy. Dạ ngon. Ừ.
thịt quá thịt em. Cua mập anh ơi. Nè bé Quỳ ơi. Quá rồi bé Quỳ ơi. Nè con. Con cảm ơn ngoại. Dạ con cảm ơn ngoại. Rồi. Cô gấp được không? Được. Dạ được. Rồi. Sao con? Nó cảm nhận thấy ngọt ngọt hết trơn. Trời ơi cảm nhận ha. Này cảm nhận đồ dữ không? Quá dở biểu quỳ vậy. Chạy cắn cho con cái càng cua bự nha. Dạ cho. Trầu béo ăn được miếng bự bự không em? Dạ đúng rồi, thịt nhiều. Dạ. Ăn thử rồi ngon không? Ngọt. Cua em mình luộc bằng nước dừa. Thịt ở trong thì nãy năng nó cũng ngọt nha, nhưng mà nó không ngọt bằng ở ngoài luôn á. Ở ngoài nó thấm vô cái như mấy cái ngoe á, nó ngọt, nước giả mang luôn á. Giả mang luôn hả cha? Quá ngon rồi cha. Nước này cá đi nha, không có cá nào bự ha. Ngọc tiếng quá ngọc tiếng. Con cua này nó ít hơn nãy em. Cua này chắc cua xong quá chị. Đúng rồi. Nó ốm hơn nãy. Nãy con cua nãy nó ú quá ú luôn. Nó cũng ngon lắm chị. Nó mềm. Quá ngon. Để cho con quên kêu cho ngon rồi á. Quá ngon rồi trời. Đúng rồi. Con gấp được không hay lấy muỗng cho con? Còn biết mình để con xả vô nè. Con thịt thôi. Thơm lắm. Con thịt thôi nha. Xả như ngọt tốt như này. Ngon lúc tiên. Đúng rồi. Lấy muỗng cho con đi cha. Dạ Trang xin mời cả nhà.
tùy con hết cha. Tùy con hết cha. Nó vừa ngọt mấy hoe ngọt hết mấy. Cua này mình kho lạc ăn cũng ngon hết chứ. Đâm đó. Dạ. Để cộng ngò ôm vô. Anh có ăn cua kho lạc chưa? Ừ. Ngon. Chưa. Chưa luôn em. Cua kho lạc. Cua kho lạc. Kho lạc cho con ăn. Em cũng chưa ăn chị ơi. Để kho ăn lạc. Cua lúc canh thôi. Thì hôm nào mình bắt cua hay mình làm gì có cua nhiều để mình đâm ra kho lạc. Chấm nước dịch này xuống là có em. Kho lạc chấm với rau sống hoặc là rau luộc á, ngon lắm. Tuyệt vời chưa bé Huy? Tuyệt vời rồi. Bây giờ con ăn hết cá lô kiến rồi, bây giờ cho được càng cua cho con ăn nha cha. Ừ. Lô kiến cho càng bự bự rồi. Cái càng bự bự là con khoái luôn hả cha? Con cua mập nè cha. Con cua nó mập đúng không mẹ? Ra ăn cá nữa đi cha. Cua. Cua nhỏ nó mềm hết cha. Cua thì nó hơi cứng. Cua da chét chét luôn á cha. Ừ. Nguyên con gì luôn nè, nó đã. Ngoan quá. Cái chai con nhai cọp cọp rồi kìa. Nó giòn không? Sáng nay gia đình mình đi đổ lợp bóng bên thằng cái hầm dính một thùng cá luôn. Rồi về mấy chị em mình lựa mấy cá lô kiến nhỏ ra bớt, rồi mình luộc một phần cá lô kiến bự.
ăn rất là ngon. Thì mấy cha con mình cũng dùng xong rồi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt bà cô chú cơ. Tạm biệt bà cô chú.